đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. Theo tìm hiểu, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn có chiều dài hơn 4 km do Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến 220 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của huyện nhằm rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã ven biển, phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Công trình này bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2020, dự kiến bàn giao cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến nay dù đã quá thời hạn hoàn thành 18 tháng, công trình này vẫn chỉ là những mố, trụ dở dang. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành lý giải, dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng của thời tiết, vật liệu thi công khan hiếm, giá cao và đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc cầu mới thi công ì ạch khiến người dân hai xã Tam Tiến và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành muốn qua sông Trường Giang phải đi vòng xa 10 km. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã bất chấp lệnh cấm của chính quyền, đi trên cầu máng dẫn nước rộng gần 1 mét, dài hơn 300 mét, cách cầu Tam Tiến đang thi công khoảng 50 mét. Đáng nói, đến nay đã có tới 17 người thiệt mạng khi đi qua cầu máng do có nhiều người chết, nên công trình thủy lợi này có tên khác gọi là cầu Vĩnh Biệt. Nhiều người đi qua cầu máng bị té, được phát hiện và cứu kịp thời, nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Thương tâm nhất là cặp vợ chồng sắp cưới quê ở Tiên Phước đi mời dự đám cưới. Khi đi ngang qua đây, cả hai rơi xuống sông tử vong. Bà Lê Thị Thù, sinh năm 1973, trú tại xã Tam Tiến kể, trao đổi với phóng viên VietnamNet, ông Nguyễn Xuân Luận, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Tiến cho biết, do xây dựng cách đây hơn 40 năm nên hiện cầu máng bị xuống cấp trầm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chính quyền địa phương và người dân mong mỏi cầu Tam Tiến sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Dự kiến, sau khi cầu mới xây xong thì cầu máng sẽ được tháo dỡ và thay bằng đường ống ngầm chạy dưới sông để dẫn nước qua, ông Luận nói. Liên quan đến dự án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt gia hạn thời gian hoàn thành dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn sang năm 2024, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức triển khai thi công theo cam kết. Chỉ đạo các đơn vị lập lại tiến độ thi công chi tiết, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công đối với các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng. Sạt lở đất ở Bắc Cạn, 4 người trong gia đình tử vong. Ngày 18 tháng 6, xác nhận với phóng viên VietnamNet, ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, vùi lấp một nhà dân tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan. Gia đình này thuộc hộ nghèo. Cũng theo ông Hưng, thời điểm sạt lở đất trong nhà có 5 người thì 4 người bị vùi lấp, một người thoát được ra ngoài. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn đã tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị và lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình. Đến 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã tìm được 4 thi thể gồm ông NCC, sinh năm 1983, bà HTT, sinh năm 1981, chị NTM, sinh năm 2006, con dâu của ông C, và cháu bé 1 tháng tuổi, con chị M. Chủ tịch UBND huyện Bắc Nạm cho biết, tất cả các nạn nhân đều là người một nhà. VietnamNet sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc ở các bản tin tiếp theo. Sau gần 20 năm triển khai, khu tái định cư Bến Lức, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong cảnh điện nước còn sơ sài, đường xá hư hỏng, lầy lội. Nhiều nền đất bị sử dụng để làm nơi đổ rác, tập kết phế liệu, khiến người dân sinh sống tại đây khổ sở vì ô nhiễm. Dự án khu tái định cư Bến Lức được phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2003, phục vụ tái định cư tại chỗ và các trường hợp có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền. Dự án rộng hơn 24 hectare tại phường 7, quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gồm khu nhà ở, công trình công cộng, trường phổ thông, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ, thể dục thể thao và công viên. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Theo ghi nhận của VietnamNet, các tuyến đường xung quanh khu tái định cư Bến Lức luôn trong tình trạng nhếch nhác rác thải, nước đọng vũng, chỉ chích ổ voi, ổ gà. Đa phần, các tuyến đường quanh khu dân cư không được trải nhựa, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cho biết, nhiều năm qua vẫn phải chịu cảnh đi đường đất, hệ thống thoát nước, hệ thống điện bị đình trệ. Về đêm, hệ thống đèn đường chỗ có chỗ không, nếu có thì cũng ít khi hoạt động được.
Vào mùa mưa, người dân phải tự vận động nhau tìm xà bần để lắp ổ gà, ổ voi ở những đoạn đường bị hư hỏng nặng để tránh gặp tai nạn khi lưu thông. Bên cạnh hệ thống hạ tầng xuống cấp trầm trọng là những bãi đất trống được quy hoạch làm công viên, trường học cũng chịu cảnh bỏ hoang. Các bãi rác tự phát mọc lên khắp nơi, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cảnh quan đô thị. Nhiều người dân cho biết tình trạng đổ rác trộm diễn ra trong thời gian dài, mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc và thường xuyên cử lực lượng xuống dọn rác hàng tuần. Tôi ở đây tôi buôn bán thì cuộc sống của tôi thì thấy cái lộ thì nó ra quá là phức tạp, không có còn bạn hàng để đi lại mà để mua bán gì. Cái đường nó vắng là lý do, lộ nó bể, mưa thì nó ngập, nắng thì nó bụi. Lúc trước tôi bán cháo, bán bún, bán hủ tiếu, tôi mướn chỗ này tôi bán nhưng mà bây giờ tôi không bán được. Tại vì lý do không còn khách hàng nữa, bụi bặm quá, khách hàng không có ghé lại. Xung quanh thì có rất nhiều bãi rác, như cát chỗ người ta không có chỗ người ta đổ, người ta quay lại cái bãi lớn người ta đổ. Bệnh hoạn đồ này kia xảy ra nhiều lắm chứ không phải là chuyện ít. Trời ơi, gùi đồ nè, tháng này là tháng gùi, rác gớm nhiều quá rồi gùi đồ nó đậu, nó làm dữ lắm, xèo xèo lắm, chịu không nổi. Dạ. Bởi vì cái đường này bây giờ nó phức tạp nhiều cái là vệ sinh môi trường. Tôi nói thẳng vậy thôi. Cái rác á thì rõ ràng như vậy á là ở cái chợ, nó là giáp chợ hoặc là ở chợ, cho nên là cái rác á thì cũng đội vệ sinh với lại là của quận 8 cũng là hết sức như vậy là cố gắng là làm cái giữ được cái vệ sinh môi trường. Nhưng mà có cái là cái số mà các cái hộ dân mà người ta kinh doanh buôn bán ở các cái tuyến đường ấy, người ta mới tập trung lại đổ một cái chỗ mà không đúng cái quy định, do đó như vậy ấy, làm ảnh hưởng đến cái vệ sinh môi trường ở trong khu phố. Hiện các hộ dân sống trong khu tái định cư đã làm đơn cầu cứu để mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực để người dân có thể an cư lạc nghiệp. Nhiều người dân người ta mong muốn để có cái lộ á, mình mua bán để cải thiện cái cuộc sống của dân, nhưng mà chưa có được. Thành ra cũng nhiều người ta phàn nàn lắm, lộ đường nào cũng có sạch sẽ mà có riêng biệt là cái đường này là chưa có được thôi. Tôi cũng mong muốn là con đường này nó có con lộ sạch sẽ để mình mua bán để cho cũng như mà dân người ta cải thiện đời sống người ta. Bây giờ lại đây người ta ngồi thì không có khách. Nhưng ở khu phố này thì còn thua cả nông dân, thua cả cái đường nông thôn. Từ đồng với tôi thấy bức xúc quá là người ta làm đỡ để tôi đưa đi các cái cơ quan có thẩm quyền. Thì chúng tôi cũng cố gắng là coi như là kiến nghị với phường, với quận thì thế nào tổ chức cho dân họp lại để có thể là có nhà nước, có nhân dân cùng làm. Vietnamnet đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về tình trạng trên và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới từ địa phương. Sau gần 10 năm trì trệ, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam thành phố Thủ Đức, một trong những tuyến đường chính kết nối vào bến xe miền Đông mới, vừa được tái khởi động hồi tháng 5 năm 2024. Theo ghi nhận của Vietnamnet, dọc tuyến đường Hoàng Hữu Nam, nhiều công nhân, máy móc đang thi công san lấp mặt bằng. Dọc hai bên tuyến đường này, các hộ dân cũng hoàn tất tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Những ngôi nhà đã lùi sâu nhường chỗ cho dự án mở rộng đường. Các hạng mục như ống cống, đường ống nước, vỉa hè sẽ được triển khai khi hoàn tất bàn giao mặt bằng. Năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, dự kiến đoạn đường được nâng cấp dài 1,7 km từ bến xe miền Đông mới đến nút giao Nguyễn Văn Tăng, Lê Văn Việt với tổng mức đầu tư 402 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2019, dự án tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng và ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam chậm trễ gần một thập kỷ, không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn bất cập trong việc kết nối giao thông tới bến xe miền Đông mới, khiến xe khách ra vào bến xe gặp khó. Hiện dự án đang khẩn trương tái khởi động, người dân dọc tuyến đường này phấn khởi. Thì tình trạng bụi thì mình cứ cố gắng phụ thôi con nữa, chứ chứ mà ra cửa cao đi muốn răng khỏi, người ta xe chạy về làm ngoài con nữa làm răng khỏi bụi. Thì mình chấp dừng thôi, đường xã này người ta có vốn mua đâu. Họ đi xe ngồi trên đường thì họ mua không chút khỏe thôi. Tôi cũng mong là quá gì để cho hoàn thành cái đường cho đường xã cho đường thông mẹ thoảng cho đẹp để mình dừng đi lại cho vì buôn bán để cho vui vẻ thôi. Làm con đường mở lớn là một công việc rất là tốt và theo tôi thì tất cả mọi người dân đều ủng hộ, đều hoan nghênh cả chủ trương. Đất nước chúng ta bây giờ là dân rất là đông. Việc nâng cao cơ sở hạ tầng là một việc cấp bách gần như là vậy. Mà nhất là những con đường như đường Hoàng Hữu Nam đây là một con đường lộ chính
sau này sẽ phục vụ cho cả bến xe, cả bệnh viện. Dân thì ai cũng đều hoan nghênh, ở đây làm đường lớn ra ai cũng đều hoan nghênh cả. Điều muốn nó phải được hoàn thành, phải được nhanh chóng, phải được tiến độ rất là đẹp, rất là tốt. Vì đây điều chỉ mong muốn là điều tất yếu, không thể tránh khỏi điều đó. Theo ban quản lý dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án Hoàng Hữu Nam là khoảng 47.556 m² với 149 hộ dân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng. Phần lớn mặt bằng đã được giải tỏa. Dự án dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025 sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng bộ hạ tầng, giúp kết nối giao thông tới bến xe miền Đông mới, từ đó khai thác có hiệu quả bến xe lớn nhất cả nước.